Annyeong, xin chào các bạn. Đã được một khoảng thời gian mình làm vlog rồi, cũng không ngắn lắm mà cũng không dài lắm. Và mình thật sự rất là biết ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Mình đang hoạt động trên một cái group gọi là group chuyên quảng bá hình ảnh đất nước Hàn Quốc đến các bạn ở các đất nước khác. Cho nên là lần này mình sẽ có một cái giveaway cực kỳ lớn đó cho các bạn. Đó chính là các bạn sẽ được một... Và mình nghĩ tất cả các bạn ai cũng sẽ thích thôi. Đó chính là một chuyến du lịch hoàn toàn miễn phí ở Hàn Quốc. Các bạn sẽ được free vé máy bay khứ hồi 2 chiều nè. Và đặc biệt các bạn sẽ được bao khách sạn miễn phí trong suốt thời gian các bạn ở Hàn Quốc luôn. Vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà không tham gia event ngay hôm nay? Ồ, nhưng mà chỉ được một bạn nhận quà thôi, còn những bạn khác phải làm sao bây giờ ta? Ok, các bạn yên tâm đi. Mình đã chuẩn bị một số quà cho những bạn may mắn còn lại rồi. Và phần quà sẽ là gì các bạn sẽ biết ngay hôm nay giờ đây. Đây là những phần quà mình đã chuẩn bị cho các bạn. Ồ, nón và mũ. Còn thiếu cái gì sao ta? À đúng rồi, các bạn đợi mình chút xíu. Chân hai, các bạn sẽ được tặng hẳn luôn một đôi giày nếu các bạn may mắn nha. Và đôi giày này sẽ là đôi giày gì? Một đôi giày nào đó của Fila. Ui. Các bạn sẽ được tặng một đôi giày cực kỳ mới của Fila luôn nha các bạn nha. À dạ, tại vì chương trình này là chương trình được đồng hành tài trợ với Fila, cho nên là các bạn sẽ được tặng toàn là những cái món đồ hàng hiệu, hàng chính hãng của Fila không đấy. Rất là đã luôn. Và cách tham dự như thế nào rất là đơn giản thôi. Các bạn nhớ share cái vlog này và bấm vào cái liền link phía dưới mình đã để cho các bạn đấy. Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn vào cái link ở phía dưới là được rồi. Và chương trình du lịch này các bạn sẽ được đi du lịch với mình luôn nhé các bạn nhé. Và được đồng hành với kênh vlog đó là YU. Nên là các bạn chỉ cần bấm vào xem cái vlog của kênh YU và làm theo hướng dẫn là được rồi. Và hy vọng các bạn sẽ tham gia chương trình này thiệt là nhiều nha. Ok, và cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Nhớ xem cái vlog này nha. Bye bye mọi người, bye bye.